Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khóa học thiết kế kiến trúc nhà cao tầng bài 13. Bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ cực kỳ hay khi lên ý tưởng, đó là Design Option. Design Option là một tính năng trong Revit để trình bày nhiều phương án cho một dự án để chúng ta có thể trình cho chủ đầu tư khi lên ý tưởng thiết kế. Để bắt đầu, chúng ta mở lại file thực hành bài 12. Giờ là lúc chúng ta điều chỉnh lại diện tích cho phù hợp với mật độ xây dựng theo bản tính chúng ta đã tính toán. Hiện tại diện tích sàn chúng ta quá lớn so với quy định, nên chúng ta phải điều chỉnh. Để làm điều này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn công cụ Poverty Liner. Nếu các bạn vẽ Revit lâu rồi mà vẫn chưa biết công cụ này thì là các bạn mất gốc rồi đó. Công cụ này giúp các bạn định hình diện tích chúng ta sắp vẽ. Các bạn vẽ theo mình. Ok, sau khi các bạn vẽ ra một hình khép kín, các bạn kiểm tra thông số diện tích bên này. Hiện tại thì vẫn đang lớn hơn so với tính toán, chúng ta phải cắt giảm. Các bạn cân chỉnh lại. Chỗ này tôi muốn thuộc vào 9 mét, cái này tùy các bạn thiết kế, miễn là đừng vi phạm vào các chỉ giới là được. Vẫn còn lớn. Tôi sẽ cắt ở giữa này, làm cái sảnh ra vào luôn. Khi các bạn thiết kế, mình nên chọn kích thước là bội số của 3. Đó là kinh nghiệm thôi. Các bạn cắt chừng nào mà nó sắp xỉ 2970 m². Tương tự các bạn vẽ cho khối tháp. Khối tháp thì bạn vẽ hình chữ nhật. Đơn giản mà đúng không? Chiều rộng của khối tháp các bạn phải tính, thường thì căn hộ hành lang là khoảng 2 m. Còn trong phòng mình làm tầm 10 mét, nếu hành lang giữa thì tổng tầm 22 mét. Còn bước cột thì là khoảng 7 mét, vì đủ để chia thành hai căn hộ, mỗi căn 3.5 mét. Vì sao là 3.5 mét? Đó là kinh nghiệm thiết kế, để cái giường 2 mét thêm cái lối đi 1.5 mét nữa là tầm 3.5 mét. Điều chỉnh diện tích khối tháp khoảng 1.000 m² các bạn. Sau đó chúng ta sẽ cân chỉnh lại cho phù hợp.
chúng ta đối xứng qua bên kia một tháp nữa. Rồi tiếp tục cân chỉnh khi nào bạn thấy đẹp và phù hợp với diện tích là ok. Ok, sau khi điều chỉnh xong, các bạn edit khối ban đầu mình đã dựng lên. Bạn xóa cái cũ đi, vẽ lại cái mới theo cái poverty liner mình đã làm chuẩn. Tương tự chúng ta có khối đế mới đúng với diện tích quy định. Nếu các bạn xưa nay thiết kế chỉ vẽ bùa thôi, thì đây là những kiến thức giúp các bạn thay đổi thiết kế của mình thực tế với dự án thực tế hơn. Không còn sống ảo vẽ bùa nữa. Ok, chúng ta tiếp tục xóa khối tháp cũ, dựng khối tháp mới. Chúng ta tiếp tục dựng thêm khối bên cạnh nữa cho nó dễ nào. Xong, chúng ta đã có một phương án công trình đơn giản nhất. Diện tích lúc lên ý tưởng chúng ta lấy gần đúng thôi, sau này triển khai sẽ chỉnh lại cho chính xác luôn mới xin phép được. Khi xin phép xây dựng là họ đo diện tích đó các bạn. Tiếp theo sẽ là Design Option, một công cụ không thể thiếu khi lên ý tưởng. Các bạn mở nó lên nào. Các bạn làm theo mình. Bấm New thì nó sẽ tự tạo cho bạn Option 1, gọi là Option ban đầu. Giờ chúng ta tạo thêm cái Option 2. Bước tiếp theo là bạn gắn cái phương án 1 vào cái Option 1. Khi bạn thay đổi hiển thị qua Option 2 thì khối nhà Option 1 sẽ biến mất. Bây giờ bạn sẽ điều chỉnh cái Poverty Liner thành phương án của mình.
chẳng hạn như bo công cũng là một phương án thiết kế, cái này tùy vào ý tưởng các bạn. Mình chỉ thử vài phương án cho các bạn hiểu thôi. Các bạn thử vẽ theo ý của mình cũng được, vẽ hình gì cũng được, hình trái tim cũng được. Tiếp theo các bạn vào Maxim phương án 2 nào. Các bạn tạo khối tháp theo đường Poverty Liner mình đã định sẵn. Tạo khối cho nó. Để đó tí kéo nó sau. Rồi tiếp theo tạo khối đế nào. Khối đế bạn kéo lên tầng 4 thôi. Khối tháp thì từ tầng 4 đến mái. Dựng thêm khối tháp bên kia cho nó dé luôn. Kéo nó lên cho đúng. Các bạn tạo sàn cho nó nào. Ok. Giờ thích option 3 không? Mình mần thêm cái phương án 3 nữa có các bạn. Các bạn vào bảng design option tạo ra option 3. Chuyển qua chế độ option 3 để maxing thêm cái nữa. Về maxing mình chỉ hướng dẫn làm cái đơn giản thôi, nếu các bạn muốn thì làm chuyên đề riêng. Phương án 3 này mình thử xoắn cái tòa nhà xem có gì thú vị không.
mình tạo khối tháp như phương án 2 rồi xoắn nó. Các bạn để ý nhé cách mình xoắn. Cực kỳ đơn giản. Mình còn cái tầm khoảng tầng 20. Giờ mình bóp cái đít nó nhỏ lại tí. Ok đẹp chưa? Thích thì bóp luôn cái đầu nó lại luôn. Làm tưởng tự thôi các bạn thích tạo kiểu gì thì tạo. Tạo xong, tạo sàn luôn cho nó để kiểm tra diện tích. Cái tháp bên kia mình tạo kiểu khác cho các bạn xem. Các bạn chọn cái sàn giữa bóp nhỏ tại cái eo chẳng hạn. Rồi ok, hai em hai dán chuẩn không thì chưa biết, tùy vào thẩm mỹ, ở đây mình tạo đơn giản cho các bạn hiểu thôi. Ok, như vậy chúng ta đã có 3 phương án để làm, sau khi chốt được một phương án thì chúng ta sẽ triển khai tiếp. Như vậy mình đã giới thiệu xong công cụ Design Option. Hy vọng các bạn lĩnh hội được kiến thức. Nếu các bạn thấy kiến thức này hữu ích thì nhớ thực hành và chỉ lại cho những người chưa biết. Chúc các bạn thực hành tốt, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.